Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài khoa học Sự lan truyền của âm thanh. Âm thanh xung quanh chúng ta phát ra khi nào? Hoạt động 1, chúng ta sẽ tìm hiểu sự lan truyền âm thanh. Chúng ta làm thí nghiệm đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc ít vụn giấy. Gõ trống và quan sát các vụn giấy, nêu kết quả quan sát. Sau khi làm thí nghiệm, chúng ta có kết luận. Khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống, sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai ta sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh. Ví dụ chứng tỏ âm thanh lan truyền trong không khí, ta nghe được tiếng trống trường, tiếng còi xe, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nhạc, vân vân. Hoạt động 2, chúng ta tìm hiểu sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn. Chúng ta đặt một chiếc chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước, áp một tay vào thành chậu, tay kia bịt lại. Bạn có nghe tiếng chuông không? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được không? Sau khi làm thí nghiệm, áp tai vào, em sẽ nghe được tiếng chuông. Kết quả này cho thấy âm thanh có thể truyền qua thành chậu, truyền qua nước. Kết luận, âm thanh không chỉ truyền qua được không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Nêu một số ví dụ dẫn chứng âm thanh truyền qua chất rắn, chất lỏng. Gõ thước vào hộp bút trên mặt bàn, áp một tay xuống bàn. Bịt tai kia lại, ta sẽ nghe được âm thanh. Áp tai xuống đất, có thể nghe tiếng xe cộ, tiếng chân người đi, tiếng vó ngựa. Cá có thể nghe tiếng chân người bước trên bờ hay dưới nước để lẩn trốn. Cá heo, cá voi có thể nói chuyện dưới nước. Kết luận, âm thanh không chỉ truyền qua được không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Cho nên mỗi người cần có ý thức sử dụng âm thanh sao cho hợp lý để tránh làm phiền người khác. Âm thanh quá lớn sẽ làm người khác rất khó chịu. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chào các em.